14 hộ dân chúng tôi chưa được ban lãnh đạo, tức là của Quốc hội, đến tận nơi để hỏi xem là cho được đúng hay sai. Nhưng Hồng Dương Trung Quốc về xã Đồng Tâm không hỏi. Đáng lý ra lãnh đạo của một trung ương ấy, nó ta phải về xem là cái 14 hộ dân nó ở đúng hay sai, phải xem giấy tờ chúng ta xác nhận. Nhưng đây tôi nói thật sự hôm nay là trong đại biểu Quốc hội có hai vị, mà chỉ chắc là bản thân là viên thanh tra, phải không ạ? Một là ông Lương Hữu Nhưỡng, hai là ông Dương Trung Quốc. Cấp bậc thì tôi không cần biết, nhưng về xã Đồng Tâm chúng tôi là thực tế là chúng tôi là những người nằm trong câu không hỏi, mà chỉ học kinh đấy, nhá, chỉ học kinh. Thế cho nên hỏi tôi chắc ông không biết là ông này là cái gì. Cho nên hôm nay báo cáo thực sự với lại ban lãnh đạo như thế này. Thành tra của Quốc hội, đúng không ạ? Thì tôi đề nghị như thế này. 14 hộ dân chúng tôi đề nghị xem lại tư cách của bộ Quốc hội để về đối thoại với dân. Thì nó là cái ai? Chúng tôi có quyền, nhá, đúng không? Chúng tôi là cái đơn vị nhà thì ở, ruộng thì ở, trông con vào đây, nhưng mà không kêu chính phủ là hỏi. Đấy. Vậy thì tôi thấy cái này nó vì lúc đấy anh nói là lãnh đạo mà, vì thế tôi nói là lãnh đạo chưa chắc là đúng hết rồi. Đây tôi thấy tôi chứng minh như này, mà là lãnh đạo mà đại diện cho cùng cái quốc hội mà bây giờ về không hỏi cái thằng đó nó ở thì nó là thế nào. Vâng, thế cho nên nhé. Thế cho nên là tôi đề nghị với lại ban thanh tra của Quốc hội, ban thanh tra đất thì không nói được, xem xét như này để cho dân chúng tôi được nhờ. Chứ cái đề như thế này, tôi nói đáng lẽ cái vụ này nó không đến thế này, tôi dám khẳng định. Nhưng cái kêu Quốc hội nó to quá ở trên nước, không phải ông nói như thế thì ai mà không. Tôi nói thật, tôi nói thật, bởi vì dân ta là dưới này, một cái ông to mà ông không gặp, ông gặp những cái ông là thực kiện. Thế thì bây giờ thực kiện thì gặp cả chúng tôi, thì bây giờ đúng, nhưng đây không gặp. Thế cho nên đó, báo cáo với lại ban lãnh đạo thế này, là nên xem xét là hai cái ông này tôi ạ. Bác có vấn đề gì khác không ạ? Bác có quan trọng gì khác không ạ? Vâng.